Hiện nay, Viettel đang cung cấp trên thị trường hóa chất polyfluoric sulfate hay được gọi là PFS, xuất xứ Trung Quốc, quy cách 25kg trên bao. PFS được sử dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước như là trong xử lý nước sinh hoạt. Ngoài ra, chúng còn được dùng để xử lý nước thải công nghiệp như nước thải ngành giấy, nước thải đô thị, nước thải quặng và xử lý nước thải hóa chất. Viettel hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0826 010 010 hoặc truy cập vào trang web viettel.com.vn.